lặng nghe Giêsu phán tuyên: Hãy theo ta, mong hỡi con hãy theo ta. Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên: Hãy theo ta, mong hỡi con hãy theo ta. Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, chuộc con ta đã chết cách nhục nhã. Đau khổ vì con cha sống nợ tội, hãy theo ta, mau hỡi con hãy theo ta. Dẫu con phạm muôn tội ta cũng tha, hãy theo ta, mau hỡi con hãy theo ta. Tội con nhờ ta từ đây ném xa, hãy theo ta, mau hỡi con hãy theo ta. Trên bước đường trôi nỗi ta đưa con, dẫu qua sông biển ta đem con qua. Khi đến trời cao phước ta hằng còn, hãy theo ta, mong hãy con hãy theo ta. Morning, we want to look at a very familiar story in the Gospels. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung từ một câu chuyện, từ một chuyện ngụ ngôn rất là, xin lỗi, từ một câu chuyện rất là quen thuộc ở trong Kinh Thánh. It appeared three times in three different gospels. Và câu chuyện này thì xuất hiện ba lần trong ba sách Phúc Âm. Right. So we will look at the one that we usually people look at the one in Mark. Và thường thì khi mà nói đến câu chuyện này, người ta sẽ nhìn xem phần kỹ thuật ở trong sách Mark. I do not know why, but usually when people talk about this story, they refer to the passage in Mark. Và tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà khi đề cập đến câu chuyện này thì người ta thường nói đến phần kỹ thuật ở trong sách Mark. But today we want to look at the one in Matthew first. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học về phần kỹ thuật ở trong sách Matthew trước. So let's look at Matthew chapter 8. Xin chúng ta cùng mở ra trong Matthew đoạn 8. Verse 23 to verse 27. Từ câu số 23 cho đến câu số 27. Should I read? Yes, please. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đưa ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy của gió và biển thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Yes. Hey. Now, if time allows, I will try and look at all the three passages and make some observations. Và nếu có đủ thời gian thì tôi muốn chúng ta cùng học cả ba phần kỹ thuật ở trong ba sách, và chúng ta sẽ cùng xem xét những phần kỹ thuật này chung với nhau. It's interesting that these three different gospel writers use the same story, but how they insert into how they write the gospel is quite different. Yeah, điều thú vị là cả ba trước giả đều kỹ thuật lại câu chuyện này, nhưng mà cách họ kỹ thuật thì có hơi khác nhau một chút. I suppose that each gospel writer, they had a different purpose and objective in how they piece the stories together. Yeah, tôi tin là ba trước giả Phúc Âm này thì họ đều có những mục đích và cách nhìn khác nhau khi mà họ kỹ thuật lại câu chuyện này. Right, so it may be the same story, but for their specific purposes in the big objective of that gospel, they sometimes use the same story in a different way. Và cùng một câu chuyện như vậy, nhưng mà vì những mục đích khác nhau và những cách nhìn khác nhau, mục đích cụ thể thì họ sẽ kỹ thuật lại theo những cách khác nhau. So let's one of the things I'm going to look at is what are the stories, what happened before this passage and what happened
after this passage. Chúng ta hãy cùng xem những việc xảy ra trước và sau cái phân đoạn kinh thánh này. Xin lỗi, đấy là những phần kinh thánh trước và sau của phân đoạn kinh thánh này. This gives us the context, and the context helps us to understand a bit more why this story was included at this point of the gospel writing. Chúng ta sẽ có được bối cảnh về thế nào mà phân đoạn kinh thánh này đã được kỹ thuật xuống, và chúng ta sẽ hiểu thêm về phân đoạn kinh thánh này hơn. Right, so just before this story in Matthew chapter 8 verse 23. Chỉ trước khi câu chuyện về bão giữa biển này được kỹ thuật ở trong Matthew đoạn 8 câu số 23. In verse 18 to verse 22. Từ câu số 18 cho đến câu số 22 của Matthew đoạn 8. Jesus was talking about the cost of following him. Đức Chúa Giêsu đang nói về cái giá phải trả của việc đi theo Ngài. Right, so people was asking him, there was a teacher of the law who said, "Teacher, I want to follow you wherever you go." Có một thầy thông giáo đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng, lạy thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Right, and Jesus said, the Son of Man has no place to lay his head, nowhere to rest. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đáp rằng, con người không có chỗ mà gối đầu nữa. And then in verse 20, one another disciple say, "Let me go and bury my father." Và câu 21 thì một môn đồ khác nói với Chúa Giêsu là, xin Chúa hãy cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. And verse 22, Jesus say, "You follow me and let the dead bury their own." Và câu số 22 thì Đức Chúa Giêsu phán là, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy theo ta. And then in verse 23, the verse describes that Jesus got into the boat and his disciples followed him. Và câu số 23 thì ký thuật lại việc Đức Chúa Giêsu xuống thuyền và các môn đồ đi theo Ngài. So it's interesting that just before this, Jesus was talking about there is a cost to follow him. Và điều thú vị là trước khi Chúa Giêsu Christ Ngài xuống thuyền thì Ngài có nói về cái giá phải trả của việc đi theo Ngài. And right after that, in verse 23, he got into the boat and the disciples followed him. Và ngay sau đó thì Chúa Giêsu xuống thuyền và các môn đồ đi theo Ngài. So there is a link between what he just talked about before, and immediately there was an application. Và có một sự liên kết giữa những gì mà Chúa Giêsu vừa mới nói trước đó và cái phần sau, những sự việc xảy ra sau đó, có một cái phần áp dụng, ứng dụng trong đó. Can you understand what I'm saying about this? Anh chị em có hiểu được những gì tôi đang nói về phân đoạn kinh thánh này không ạ? Right, can you see how it is? Okay, thank you Pastor Lim. Yes. Yeah. So it is very it's not just Matthew putting different stories together. There is a very clear intention, and even the way they phrase the sentence, it is giving a message to the reader. Yeah, Matthew không phải là cứ kỹ thuật những cái câu chuyện khác nhau trong phân đoạn kinh thánh này, mà ông có một ý định rõ ràng, và cái cách ông đặt câu cú ở trong phân đoạn kinh thánh này thì đều có một cái ý định phía sau đó, đều có một sứ điệp đằng sau đó. And in verse 24 it says that once they got into the boat, then suddenly there was a big storm, but Jesus was sleeping. Và sau đó thì có phần kinh thánh kỹ thuật về việc là Chúa Giêsu xuống thuyền thì thình lình có biển nổi bão lớn, và Chúa Giêsu Christ thì đang ngủ. But when we go back to verse 20, Jesus just said that the Son of Man have nowhere to lay his head. Thì Chúa Giêsu Christ Ngài đang ngủ trên thuyền mà thuyền đang bị bão ở giữa biển như vậy. Nhưng câu 20 trước đó thì Chúa Giêsu phán rằng con người không có chỗ mà gối đầu. So it's as if Jesus just said this thing, there's a cause to follow him, and then they followed Jesus and they walked right into a storm. That was part of the cause of following Jesus sometimes. Và Chúa Giêsu chỉ vừa mới nói về cái giá phải trả để đi theo Ngài và các môn đồ đi theo Ngài, rồi ngay sau đó họ gặp phải bão, và giống như đó là cái giá mà họ phải trả ngay lập tức khi mà họ bước đi theo Ngài. And the very interesting thing is Jesus said that, "Oh, if you follow me, you don't have a good place to rest, you know, even the animals
have a good place to rest, but you follow me, oh, very hard to find a place to rest. Chúa Giêsu đã phán rằng con vật như con cáo chim trời thì còn có chỗ để mà nghỉ ngơi, nhưng mà nếu như các ngươi theo ta thì các ngươi sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi đâu. But then in verse 24, in the midst of the storm, Jesus found a place to rest. Nhưng mà trong câu 24 thì ngay giữa cơn bão lớn như vậy thì Chúa Giêsu lại tìm một chỗ để mà nghỉ ngơi. In verse 21 and 22, one of the disciples said, I want to go and bury my father. So it was a custom for them to make sure that they take care of the death of the father first before they move on to do the things that they want to do. Câu 21, 22 thì chép về việc một môn đồ xin phép Chúa Giêsu trở về để chôn cha mình trước đã. Câu này nói đến một phong tục của họ khi mà họ phải làm tròn trách nhiệm của một người con, phải chắc chắn là họ đã làm tròn công việc đó rồi thì họ mới có thể làm công việc khác. And we see this theme of death happening when the disciples say in verse 25, Lord save us, we are going to drown, we are going to die. Now it's not even about my father, it's about me, I'm going to die. Yeah. Và khi mà chủ đề về cái sự chết này lại được nhắc lại ở trong câu số 25, thì các môn đồ nói là bây giờ không phải là cha của chúng tôi chết nữa đâu, nhưng mà là chúng tôi sắp chết rồi đây, Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng tôi. So we can see that in verse 23 to 25 there was there's this almost like an immediate application and practice of what Jesus mentioned in his teaching just before about the cause of following him. Và từ câu 23 đến câu 25 giống như là một sự thực hành ứng nghiệm ngay lập tức sau đó về cái giá phải trả của việc đi theo Ngài. And then in verse 26 he replied to his disciples, you are little faith, why are you so afraid? Và câu 26 Chúa Giêsu phán với các môn đồ là hỡi kẻ ít đức tin kia, có sao các ngươi sợ? And of course everything was calm. Và dĩ nhiên là mà gió và biển đều yên lặng sau đó. The storm stopped, the wind stopped, the wave stopped. Và gió dừng lại, bão cũng dừng lại, biển yên lặng như tờ. And verse 27 says that the men were amazed and they were asking themselves, what kind of man is this? Và những người đó lấy làm lạ và nói rằng người này là ai mà lại có thể làm những điều đó được, trong câu số 27. Now by this time is Matthew chapter 8. Ở phân đoạn kinh thánh này trong Ma-thi-ơ đoạn 8. That means Jesus, they have already encountered Jesus, they heard him in the Sermon on the Mount, they heard his teaching. Và đã đến Ma-thi-ơ đoạn 8 thì có nghĩa là các môn đồ đã gặp gỡ Chúa Giê-xu, họ đã lắng nghe lời giảng dạy của Ngài trong với bài giảng trên núi của Ngài. And they already watched how he healed the man with leprosy. Và họ cũng đã nhìn thấy, đã chứng kiến Chúa Giêsu chữa lành cho người phung như thế nào. And many healing in the beginning of chapter 8. Và họ đã chứng kiến rất là nhiều những phép lạ, những sự chữa lành ở trong phần đầu của Ma-thi-ơ đoạn 8. But they were still asking a question. They were saying that, who is this? What kind of person is this? Even the natural forces will listen to him. Và dù là như vậy, họ đã chứng kiến tất cả những dấu kỳ phép lạ mà Chúa Giêsu Christ đã làm, nhưng họ vẫn hỏi là người này là ai mà ngay cả những sức mạnh của thiên nhiên cũng phải quy phục người. And after this, he would go to the other side where he would be healing a demon possessed man. Và sau khi sự việc xảy ra ở trên biển này, Chúa Giêsu Christ Ngài đi qua bờ bên kia, ở tại đó thì Ngài chữa lành cho người bị quỷ ám. And we will see that this is repeated also what happens after in Mark's story of the same story and also Luke's recording of the same story. He would go on and be healing demon possessed people. Và đây cũng là điều đã được kỹ thuật lại chính xác ở trong phúc âm Mark cũng như Luca, là Chúa Giêsu Ngài cứ tiếp tục đi và chữa lành cho người bị quỷ ám. So the first thing I want to bring out is that sometimes we just read the story and we bring out certain things in that story. But it's interesting sometimes when you look at the context of how different writers put it together, there is an even bigger story that it's trying to tell us about Jesus, tell us about God. Yeah. Và điều tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta đọc một câu chuyện ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thường là chỉ lấy ý từ trong câu chuyện đó ra thôi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào phân đoạn trước và sau của câu chuyện đó ở trong Kinh Thánh thì chúng ta nhìn thấy bối cảnh và chúng ta thấy một cái hình ảnh lớn hơn những điều
sâu rộng hơn mà chúng ta có thể học được. For this Matthew's episode, I would say that for me, my learning is that when we follow Jesus, there is a cost involved. Và đối với tôi, khi mà tôi học phân đoạn Kinh Thánh này ở trong Matthew, thì tôi thấy là khi tôi đi theo Chúa Giêsu thì phải có một cái giá mà tôi phải trả. But at the same time, as we experience that cost, that may bring different emotions, fear, uncertainty, anxiety out of us. Yeah. Và đang khi chúng ta phải trải qua cái giá đó, phải trả cái giá đó, chúng ta có những cảm xúc, những sự lo lắng, những sự sợ hãi xảy ra trong chính bản thân của chúng ta. But it's also in that going through that course of following him, we will also experience and know him in a deeper and more special way, like how the disciples experience, wow, he's so powerful, he's so strong, he can even stop the waves and the wind. Yeah. Nhưng mà đang khi chúng ta phải trả cái giá của cho việc đi theo Chúa đó, thì chúng ta cũng kinh nghiệm được, chúng ta cũng có thể biết được về Chúa một cách sâu nhiệm hơn, giống như các môn đồ họ đã phải kinh ngạc và nói lên người này là ai mà có thể có sức mạnh lớn lao như vậy, mà khiến cho cả những sức mạnh của thiên nhiên cũng phải vâng lệnh người. If they did not follow Jesus onto the boat, they wouldn't have experienced how strong he was, that his word would just calm the storm. Và nếu như các môn đồ họ không đi theo Chúa Giêsu vào trong thuyền, thì họ đã không biết được Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng có sức mạnh lớn đến giường nào, đến nỗi lời của Ngài thôi mà cũng có thể làm cho bão gió cũng phải vâng lệnh Ngài. And they would not have witnessed that the Son of Man that has nowhere to place his head, to rest his head, found his rest in the midst of a storm. Và họ cũng không thể nào biết được là thể nào con của Đức Chúa Trời có người không có chỗ gối đầu đó, nhưng mà giữa cơn bão, giữa những sự khó khăn như vậy, những đe dọa như vậy, thì Ngài cũng có thể tìm kiếm được một nơi nghỉ ngơi, một nơi yên bình an để có thể gối đầu. In verse 23, it says that they followed Jesus, and verse 24, without warning, the storm happened. Và câu số 23 nói là Chúa Giêsu, xin lỗi, các môn đồ đi theo Chúa Giêsu Christ xuống thuyền và cũng không có báo gì trước hết, mà thình lình biển nổi lên. When we follow Jesus, sometimes unexpected things, challenges will happen. Và khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì sẽ có những điều không mong đợi, những điều sẽ thình lình xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. And if God was the one that Jesus said to follow him, right? Yeah, Chúa Giêsu phán với chúng ta là hãy đi theo Ngài. And as they follow him, it will go through, they went through a storm. In the same way, when we follow Jesus, there will be storms that we will go through. Without warning, it will happen to us. Và giống như các môn đồ khi đi theo Chúa Giêsu, họ đã phải trải qua cơn bão thình lình xảy đến như vậy. Khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì cũng sẽ có những cơn bão thình lình xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. But as we go through the storm, it is also the time where we will also realize actually the level of our faith and how big and how wonderful Jesus really is. Nhưng mà đang khi chúng ta trải qua những cơn bão như vậy, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra mức độ đức tin của chúng ta, và cũng sẽ nhận ra Chúa của chúng ta Ngài lớn là dường nào. So I think to certain extent as we go through this COVID storm. Và ở một mức độ nào đó, đang khi chúng ta trải qua cơn bão của dịch COVID này, it's also a time for us to realize the level of our faith, our relationship with the Lord. Chúng ta cũng có thể nhận ra được mức độ đức tin của chúng ta, cũng như mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời là như thế nào. You know, Singapore now our COVID cases is going higher and higher and higher now. Ở tại Singapore bây giờ các anh chị em biết là các ca nhiễm COVID đang càng ngày càng tăng lên. And churches are thinking, the government tell us that it is not a law, but they say that you are strongly encouraged to ask those who are 60 years old and above, do not come to church. Yeah. Và các hội thánh bây giờ đang suy nghĩ, chính phủ họ không có đưa ra thành luật, nhưng mà đây là lời khuyến nghị của họ, là họ khuyến nghị những người mà từ 60 tuổi trở lên thì không nên đến hội thánh. Because now every day we have about 2 or 3 people who are older, they will pass away because of COVID. Và bởi vì mỗi ngày thì chúng tôi có 2-3 người là người lớn tuổi thì họ qua đời vì COVID. Yesterday we had 5. This morning I read the news. More than 2,000 people have COVID and 5 passed away.
và ngày yesterday or today, you say? Yesterday. Dạ, ngày hôm qua thì có 2.000 ca và có 5 ca là qua đời vì COVID. Yeah, because today we only know at the end of today, then we will know yes, tomorrow. Yes, that's right. That's right. Yeah. So it's tough. I think churches have to decide, do we open the service? Do we, because it's not a law, the government say you cannot let them come. Just strongly encourage to tell them do not come. Yeah. Mà Hội Thánh bây giờ đang đau đầu suy nghĩ là bây giờ mình có những buổi nhóm, bây giờ là phải làm như thế nào. Chính phủ thì không có ban hành luật là cấm không được đến Hội Thánh, nhưng mà họ khuyến nghị là không nên đến Hội Thánh đối với những người đã từ 60 tuổi trở lên mà thôi. Right, so you can imagine if you let people come and somebody in your congregation pass away. Whoa, it's gonna be, it will not be a good thing, and the government may take certain action. Yeah, và chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta cho những người lớn tuổi đến nhóm trong Hội Thánh và có một ai đó qua đời thì đó là một không phải là một điều tốt, và chắc chắn họ chính phủ họ sẽ có những hành động đối cùng với cái trường hợp đó. Yeah, so it's tough, but as we follow Jesus, without warning, challenges will happen. Đúng là khó, nhưng mà chúng ta cũng biết là khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì những sự thách thức, những sự khó khăn sẽ xảy đến thình lình không báo trước. Right, so from this story from the book of Matthew, this is my reflection. Và đây là điều mà tôi nhận lãnh được từ câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc, vừa mới học chung với nhau ở trong phúc âm Matthew. Are you able to follow what we are saying so far? Everybody okay? Các anh chị em có theo dõi được những gì tôi chia sẻ từ nãy tới giờ không ạ? À? Mọi người có ổn không ạ? À? Okay. Good. Thank you. Praise the Lord. Let's go to Mark chapter 4. Bây giờ chúng ta sẽ qua sách Mark đoạn 4. It's the same story from verse 35 to 41. Đó là câu chuyện, cũng là câu chuyện bị bão giữa biển và được kỹ thuật ở trong Mark đoạn 4 từ câu 35 cho đến câu số 41. Ruth, can you please read for us? Yes. Thank you. Mát đoạn 4 từ câu 35 cho đến câu số 41. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy của gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Yeah, so this is the same incident, yeah, but it's recorded by Mark. Và đây là câu chuyện, cũng cùng một câu chuyện nhưng mà được kỹ thuật lại bởi Mark. You will notice that some of the details are a bit different. Mark gives describe a bit more of the what's happening around, and even describe that to the point of Jesus was sleeping on a cushion. Matthew did not give this kind of detail. Chúng ta có thể chú ý đến một số chi tiết mà Mark đã kỹ thuật xuống. Ông mô tả về những điều xảy ra xung quanh đó, về những chi tiết nhỏ, ví dụ như là Chúa Giêsu Christ ngài gối đầu trên một cái gối nữa, dựa gối mà ngủ. Ông đã mô tả đến chi tiết nhỏ như vậy. And Matthew đã không có làm điều đó. Yeah, and before this, Jesus was in Mark's recording here, he talked about how Jesus was teaching about parables. Và trước đó thì Mark có kỹ thuật về những về điều mà Chúa Giêsu Christ ngài dùng các thí dụ để rao giảng. And the two parables just before this, in verse 26 to verse 29, talking about the seed that will grow slowly, it will grow. Và một trong các thí dụ đó mà Chúa Giêsu ngài đã dùng để giảng dạy đó là từ câu 26 cho đến câu 29 nói về hạt giống sẽ từ từ lớn lên. And in 30 to 32, it talks about the parable of the mustard seed. It starts as the smallest seed, but it will grow to become the largest of garden plants. Và câu 31 cho đến câu số 32 thì nói đến
ví thí dụ về hạt cải, từ một hạt nhỏ thì sẽ lớn lên và trở lên nên một cái cây lớn. And in verse 40 we see that Jesus would say to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Và câu 40 thì Chúa Giêsu phán với các môn đồ là tại sao các ngươi lại sợ, chưa có đức tin hay sao? And that is like a direct link to the teaching that he was doing before about growing seed, about small mustard seed, small faith that needs time to grow. Và câu hỏi của Chúa Giêsu giống như là liên hệ trực tiếp đến cái thí dụ mà Ngài đã phán trước đó về một hạt giống sẽ từ từ lớn lên, về một hạt giống nhỏ, một hạt cải nhỏ sẽ lớn lên trở thành một cây lớn. And over here in verse 41, I'm not sure in the Vietnamese what is the word that is used. In my English Bible, the word is they were terrified, they were afraid, yeah, they were right, scared. The same. Right, which is different from the one in Matthew. Matthew was they were amazed. Và câu số 41, Mark đã kỹ thuật là các môn đồ kinh hãi. Còn trong Matthew thì Matthew đã viết là các môn đồ lấy làm lạ lắm. Right, so over here in verse 41, it's they were not, well, thank you Jesus for saving us. They were scared, they were terrified. Và trong câu 41 thì chép là các môn đồ kinh hãi, họ không có phải là họ ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu đã cứu chúng tôi khỏi chết, mà họ lại rất là sợ, kinh hãi. They weren't even asking Jesus or thanking God. They talk to each other and say, who is this person? We are so scared. Và họ thậm chí còn không hỏi Chúa Giêsu, họ cũng không hỏi Đức Chúa Trời, mà họ nói với nhau là, vậy thì người này là ai? Họ rất là sợ. They watch how there was a big storm. They were also afraid, but Jesus was sleeping soundly on a cushion. Yeah. Họ đã trải qua một cơn bão rất lớn và họ đều rất là sợ hãi, nhưng mà Chúa Giêsu lại có thể dựa gối mà ngủ được giữa cơn bão đó. And in verse 30, yeah, it revealed actually what was the deepest fear of their heart. Và câu 38 thì bày tỏ ra cái nỗi sợ hãi lớn nhất ở trong tấm lòng của họ. The question they ask here is different from in Matthew chapter in the Matthew story. Và câu hỏi mà các môn đồ hỏi Chúa Giêsu được ký thuật lại trong Mác thì khác với câu hỏi mà các môn đồ hỏi Ngài được ký thuật ở trong sách Matthew. Here they asked, "Teacher, don't you care if we drown?" They felt that Jesus, I'm not sure whether you care for me or not. Don't you care if we drown? Và câu số 38, các môn đồ hỏi Ngài là, thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Thầy không lo chúng ta bị đắm sao? Và họ thắc mắc, họ nghi ngờ liệu Chúa Giêsu có quan tâm đến họ, có lo cho họ hay không? And Jesus replied, why are you so afraid? Do you still have no faith? It is not just about coming the storm, but it's also to ask them, why are you so afraid to think that I do not care for you? Và Chúa Giêsu đã đáp lại họ là, sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao? Sao các ngươi lại sợ là ta không có lo lắng cho các ngươi, chứ không phải chỉ nói đến vấn đề là khiến cho bão yên đi lặng đi. Chúa Giêsu đang hỏi họ là sao các ngươi lại sợ là ta không lo lắng cho các ngươi. In this time of COVID, as we go through different things, sometimes we may be thinking, Jesus, don't you care if we drown, we die, we perish? Yeah. Giữa đại dịch COVID này có nhiều lúc chúng ta trải qua rất là nhiều điều khó khăn và chúng ta thắc mắc hỏi Chúa là Chúa ơi, Ngài có lo lắng cho con không? Ngài có quan tâm đến không con không? Ngài có lo là con sẽ bị đắm, sẽ bị chết hay It's không? It's a very legitimate question that I'm sure different of us have this question to different levels in different points throughout this 1.5 coming to almost 2 years. Và đây là một câu hỏi bình thường và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều đã có một thời điểm nào đó, ở một mức độ nào đó đã hỏi câu hỏi này với Chúa của chúng ta, đang khi chúng ta trải qua một năm rưỡi, gần 2 năm đại dịch này. It's interesting that in the next chapter, chapter 5, it tells us about the famous man called Legion. Yeah? Và ở trong đoạn 5 thì Mark đã nói cho chúng ta biết về một người Legion in verse 9. Yeah. Yeah, chapter 5 verse 9. What is your name? His name was Legion, right? This is like an army, kind of like that. Yeah, that means he's got many evil spirits within him. Yeah. Trong Mark đoạn 5 câu số 9 thì có nói đến một người, một
người tên, và khi Chúa Giêsu hỏi là mày tên gì thì thưa rằng tên tôi là quân đội vì chúng tôi rất đông. Now, Jesus actually took the boat to cross and he went just to minister to this one person. Chúa Giêsu ngài đã qua bờ biển bên kia để gặp gỡ thi hành chức vụ với chỉ một người này mà thôi. Because in verse 21 it tells us that Jesus crossed again to the other side of the lake after he was done ministering to legion. Và câu 21 của Mác đoạn 5 thì cho chúng ta biết là Chúa Giêsu Christ ngài lại lên thuyền và đi đến chỗ khác để rao giảng sau khi ngài đã thi hành xong chức vụ với người bị quỷ ám này. So does Jesus care? Yes, he does. He cares so much that he would take the boat through a storm to go to the other side to minister just to one person and then he would return to the other side. He cares even for one person. Vậy thì Chúa Giêsu ngài có quan tâm, ngài có lo lắng cho chúng ta không? Đúng, ngài rất quan tâm và lo lắng cho chúng ta. Bằng chứng là Chúa Giêsu ngài đã lên thuyền trải qua một cơn bão giữa biển, qua bờ bên kia chỉ để gặp gỡ một người và thi hành chức vụ với chỉ một người này mà thôi và sau đó thì quay trở lại. If Jesus would care for legion to do that, he cares for each and every one of us as well. Và khi mà Chúa Giêsu ngài lo lắng, ngài quan tâm đến một người tên là bị quỷ ám này thì xin lỗi. Sometimes we quỷ ám này thì chính Chúa ngài cũng quan tâm đến tất cả chúng ta đây. Sometimes we pray, maybe we feel like Jesus, are you sleeping on the cushion? How come you're not answering me? Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta nghĩ là Chúa ơi, sao Chúa lại có thể ngủ được, ngài tại sao ngài không có quan tâm, ngài không đáp lời cầu nguyện của con? Don't you care if we drown? Ngài có lo là con sẽ bị đắm hay không? But the scripture tells us that he is able and he cares for us. Nhưng mà những câu kinh thánh này đã cho chúng ta biết là ngài luôn quan tâm, ngài luôn lo lắng cho chúng ta. And some of these things that we go through is like the parable of the growing seed, parable of the mustard seed. Và những điều mà chúng ta đang phải trải qua ngày hôm nay giống như là ở trong thí dụ về hạt giống đang tăng trưởng lên và hay là một hạt giống nhỏ đang lớn lên để trở thành một cây lớn đó. God is using all these things to grow our faith. Đức Chúa Trời, ngài đang sử dụng những điều mà chúng ta đang trải qua đó để khiến cho đức tin của chúng ta được lớn lên, tăng trưởng lên. I'm sorry, today I'm a bit long-winded. Do we have time to go to the last one in Luke 8? Và ngày hôm nay xin lỗi tôi đi dài hơn một chút xíu. Chúng ta còn có thời gian để xem phân đoạn kinh thánh ở trong Luca đoạn 8 không ạ? Okay, can I go to Luke 8? À, tôi có thời gian để có thể học okay. Chung với các anh chị em ở trong Luca đoạn 8 không ạ? Okay, we go to Luke 8, 22-25. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phân đoạn kinh thánh ở trong Luca đoạn 8 từ câu 22 đến câu số 25. Yep. Please read for us, Ruth. Thank you. Yep. Luca đoạn 8 từ câu 22 cho đến câu số 25. Một ngày kia ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: "Hãy qua bên kia hồ rồi đi." Khi thuyền đứng dậy thì ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức ngài dậy rằng: thầy ơi, chúng ta chết." Nhưng ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Đức tin các ngươi ở đâu?" Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người?" Right, so this is also a bit different from it's the same story but Luke wrote it in a slightly different way from Matthew and Mark. Cùng một câu chuyện nhưng mà phần kỹ thuật của Luca thì có hơi khác một chút với Matthew và Mark. And the story before this was about Jesus's mother and brothers coming to look for him. Và câu chuyện xảy ra trước khi có phần kỹ thuật này là về mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến để tìm ngài. And he would say that his mother and his brothers, meaning his family, are those who hear God's word and put it into practice. Và Chúa Giêsu ngài đã đáp rằng mẹ ta và anh em ta hay là gia đình ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Right, so it's interesting that and it was not immediate, it was after some time then he would take his disciples to cross to the other side.
Và theo phần kỹ thuật của Luca thì không phải là liền ngay sau đó, nhưng mà một vài ngày sau thì Chúa Giêsu mới xuống thuyền với các môn đồ để đi qua bờ bên kia. In a way we can see that these disciples were who he considered to be his family because they were those that were who heard God's word. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là các môn đồ này là những người mà Chúa Giêsu Christ xem họ giống như là gia đình của Ngài, bởi vì họ là những người nghe đạo Đức Chúa Trời và đã làm theo. And he was giving an opportunity to put it into practice, but this time they found it difficult to really trust God because the storm was so real. Và các môn đồ đã được cho một cơ hội để thực hành những gì mà họ đã nghe, nhưng mà lần thực hành này khá khó khăn bởi vì cơn bão này nó quá lớn và quá thật với họ. Right, so verse 21 says that his family, Jesus's family, are those who hear God's word and put it into practice. Câu số 21 của Luca đoạn 8 chép là gia đình của Chúa Giêsu Christ chính là những người nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. And in verse 25 it says, where is your faith? Và câu 25 thì Chúa Giêsu hỏi các môn đồ là đức tin các người ở đâu? Faith means the application of the word of God. Đức tin có nghĩa là chúng ta thực hành lời của Đức Chúa Trời. When we exercise, when we obey God's word, we become identified as Jesus's mother and brothers. Khi chúng ta thực hành, khi chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta được xem như là mẹ và anh em của Chúa Giêsu, nghĩa là gia đình của chính mình Ngài. So in this time of COVID, in this time of very challenging time, how are we living out our faith to show that we are the family of Jesus? Và trong thời điểm khó khăn đầy thách thức của đại dịch như thế này, chúng ta có thể bày tỏ đức tin của chúng ta, sống bởi đức tin của chúng ta như thế nào để bày tỏ rằng chúng ta là gia đình của Chúa Giêsu. And when we look at the next story, it's all three recording talk about Jesus will go to minister to demon possessed men. Và after this part, yeah. Sau phần kỹ thuật về cơn bão ở giữa biển đó thì cả Matthew, Mark và Luca đều kỹ thuật về phần Chúa Giêsu Christ ngài đến và đuổi quỷ khỏi một người ở Gesare. So when we look at verse 38 to verse 39. Nếu như chúng ta xem câu 38 39 của Luca đoạn 8. Can you please read it for us, Ruth? Thank you. Hai câu này chép như thế này: người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Yes. Yeah, so the man after being delivered, right, legion, he said he want to follow, want to be a disciple of Jesus, follow him to go around. Người đã khỏi những quỷ ám này thì sau khi đã được khỏi những quỷ đó rồi thì muốn là Chúa Giêsu Christ được ở với Chúa Giêsu Christ. But Jesus sent him back to his own mother and brothers and say, you go back to your own mother and brother and tell them how much the Lord has done for you. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu biểu người là hãy về nhà của mình và làm và thuật lại mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho người. So the work we do is that as we are Jesus's family, his mother and brothers, so that the people we minister to can go back to their families and tell them how much Jesus has done for them. Và chúng ta là những người nghe đạo, làm theo đạo của Chúa Giêsu, là những người được xem là mẹ và anh em của Chúa Giêsu, gia đình của Ngài, thì chúng ta cũng phải làm những công việc mà để những người mà chúng ta đã rao giảng phúc âm cho họ, đã thực hành công việc phúc âm với họ, thì họ cũng có thể trở về nơi gia đình của họ để có họ thuật lại thế nào Đức Chúa Trời ngài là lớn lao và đã làm những việc lớn lao trên đời sống họ. Right, so this morning I just wanted to look at this same story but brought out in different ways by three different gospel writers. Và buổi sáng hôm nay tôi đã chia sẻ với các anh chị em về ba phần kỹ thuật khác nhau ở trong ba sách phúc âm về cùng một câu chuyện. And this is the beauty of God's word. Và đây chính là vẻ đẹp của lời Đức Chúa Trời. It's the same story but written in a different way so that it can bring out just really how wonderful our Lord is and how he really wants us to go into his word and be drawn to him. Và
cùng một câu chuyện nhưng được viết theo những cách khác nhau để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa của chúng ta Ngài là tuyệt vời như thế nào, và Ngài muốn chúng ta được kéo đến với lời của Ngài, cuốn hút bước vào trong lời của Ngài. Let's continue to follow him, let's continue to love him in his word, and let may our faith grow and know that he is in our boat even when the storm is very huge. Chúng ta hãy cứ tiếp tục đi theo Ngài, chúng ta hãy cứ ở với Ngài dù là chúng ta có thể là gặp phải những cơn bão rất lớn ở trên thuyền của chúng ta. God bless you. Thank you very much, Ruth. Thank you, Pastor Minh. Thank you, Pastor Doug. Xin Chúa chúc phước cho các anh chị em. Cảm ơn Mục sư Minh. Cảm ơn Mục sư Đức. Thank you, Pastor Wesley. Mục sư Kem hướng dẫn tiếp. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta đã học phần đoạn Kinh Thánh ở trong sách Phúc Âm Cộng Quang. Để chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta biết để làm môn đồ của Chúa thì chúng ta cần phải trả giá, trả một cái giá nào đó để chúng ta đi theo Chúa. Và điều thứ hai thì chúng ta luôn luôn biết rằng mặc dù chúng ta trải qua những cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn luôn luôn quan tâm đến mỗi một chúng ta. Và điều thứ ba Ngài cũng muốn nhắc cho chúng ta đó là khi chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa. Đức tin mà chúng ta đã học được buổi sáng hôm nay đó là chúng ta cần phải nghe và làm theo lời Chúa, thực hành lời của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa nhắc nhở cho mỗi một chúng ta để chúng ta có sự bình an, có sự vững vàng ở trong nơi chính đấng mà chúng ta đang ngợi khen, đang tôn thờ, đang thờ phượng, đang đồng hành trên mỗi bước đường đời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Còn thì giờ còn lại để chúng ta thâm công thêm trong lời của Chúa, hoặc chúng ta có những vấn đề gì để chúng ta cũng nhắc nhớ nhau để chúng ta cầu nguyện với Chúa trong buổi sáng hôm nay. Kính mời thầy cô tới của Chúa. Ở đây câu 37 Mark đoạn 4 câu 37 ở đây là vì bão này là bão lớn, không phải là nhỏ đối với môn đồ. Trong môn đồ thì ông Phi-rơ cũng là người đánh cá, chắc là họ biết cái thời biết như thế nào đó, họ đi biển là họ biết, người đánh cá là họ biết, nhưng là cơn bão này là vượt quá cái sự suy nghĩ của họ rồi, vượt quá sức của họ, đến nỗi là không những là một mình một người, nhưng mà là đa số môn đồ nói là hầu chết. Chúa ơi, Chúa không lo cho mình chết hay sao như vậy? Nên là lúc đó là cái tinh thần như thế nào, cái cảm xúc là như thế nào? Nói là quá tuyệt vọng rồi. Theo tôi nghĩ là nói là đến nỗi là chết thôi chứ không phải là sống. Thì họ đánh thức Chúa như vậy. Chúa cảm ơn Chúa, còn đối với Chúa, Chúa ngủ bình an, Chúa ngủ. Đối với Chúa là Chúa ngủ, Chúa thức dậy, rồi Chúa vợ chó, rồi Chúa bảo biển yên lặng. Thì ngay lúc đó thì chó và biển đều yên lặng. Sau đó Chúa mới nói là đức tin của người đầu, đức tin của người đầu. Vậy đối với Chúa thì muốn họ có đức tin thì đứng lên, mà đối với họ thì rất là sợ hãi. Lúc nhỏ nhỏ, lúc ít ít thì đỡ, đây là vượt quá sự suy nghĩ của họ. Theo quy cá nhân tôi cũng vậy, đi theo Chúa lúc thì Chúa thử đức tin thì ít ít tùy theo Chúa biết, như là Chúa là vượt quá là suy nghĩ của con người của mình, vượt quá thử đức tin mình. Lúc đầu là thử ít thôi, một thời gian thử lớn hơn để mình dựa vào Chúa, không có dựa vào sức của riêng của mình nữa, dựa vào Chúa 100% như vậy. Chúa, đối với Chúa rất là
nhỏ thôi, đối với mình thấy rất là lớn. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, mình theo Chúa chắc chắn là thời gian nữa là Chúa thử mình lớn hơn và lớn hơn. Mà mình cứ bám vào Chúa thì Chúa cho mình bình an vượt qua tất cả đến ngày mà chúng ta về nước Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta vừa ở Chúa thì chúng ta giải quyết bằng sức lực của mình thì không thể nào giải quyết được. Cứ mình bám Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ dẫn mình vượt qua đó. Dù mình qua sông, dù mình qua lửa, Chúa hứa là Chúa bảo đảm và che chở mình trong sự bình an. Chúa ban phước cho quý mục sư. Tôi đã được khích lệ rất là nhiều qua bài học của mục sư này. Được khích lệ rất là nhiều. Chắc chắn là tôi có sự bình an liên tục qua lời của Chúa an ủi. Chúa ban phước cho quý mục sư. Cảm ơn Chúa, tôi cũng cảm ơn Chúa được buổi sáng hôm nay. Những bão bảo như thế nào tôi cũng được ngồi lại với các đệ tớ Chúa để được nghe tiếng Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta là những người mà Chúa lựa chọn để cuộc đời của chúng ta trên đất này để chuẩn bị đi lên chiếc thuyền của Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi chúng ta là những môn đồ yêu mến Chúa. Tôi thiết nghĩ là tất cả mọi chúng ta đều đi bước theo Chúa lên chiếc thuyền. Nhưng có người có chuẩn bị, có người không chuẩn bị. Nhưng tôi cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay bài học của Philip Lee đã nhắc nhở và đã bày tỏ cho tôi chính đời sống của tôi sống như thế nào khi bước theo Chúa Giêsu. Phải có sự trả giá như thế nào. Nhưng giống như mục sư Liêm nói là bão đến thình lình và cơn bão này nó lớn lắm trong đời sống của tôi. Hiện tại đó là cái cơn bão ở trong đoạn Mác đoạn 4 câu 37. Đó là cơn bão lớn, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Thì làm sao mà tôi sống nổi? Cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng. Mấy hôm nay tôi thiết nghĩ là tôi không làm gì được. Nhưng tôi cảm ơn Chúa. Chúa nhắc nhở lại cho tôi cái thời gian mà tôi bước theo Chúa. Đó là có cái sự chuẩn bị trước. Mấy tháng nay tôi ngồi lại với các đệ tớ Chúa trong phòng Zoom này. Không phải là tự nhiên, nhưng bởi tình yêu thương Chúa kêu gọi. Và Chúa dạy dỗ tôi, dù như thế nào tôi rất là khấn khởi và mỗi buổi sáng, dù là giông bão đến nhưng mà tôi vẫn ngồi lại để nghe tiếng Chúa mỗi buổi sáng với anh em. Bởi cái Covid này, bởi sự cách ly này mà tôi không quá bận rộn trong cái cơn bão mà tôi phải ở trong bệnh viện chăm sóc chồng. Nếu tôi trong bệnh viện chắc có lẽ là tôi cũng không có ngồi lại với anh em. Hoặc là tôi không có Chúa ban cho lời của Ngài, tôi không có sự chuẩn bị, không có sự khao khát. Có lẽ là tôi chạy lung tung tới mà cái chiếc xe của tôi hồi hôm này là nó cũng bị bể cái một con mắt. Cái sự vô tình thôi, nhưng mà cái cơn bão nó làm cho mình rối loạn kinh khủng. Nhưng mà cảm ơn Chúa buổi sáng nay, mục sư Whitley cho thấy là cái cơn bão đó là mỗi người chúng ta cũng như chính mình tôi được sự dạy dỗ, đó là bước đi theo Chúa. Mình phải trả giá khi mà cái cơn bão thình lình đến. Thì chúng ta đức tin như thế nào, kiểm soát lại con người của mình như thế nào, thì Chúa ban cho, dù là có sự chuẩn bị, có người cũng như đi xuống một cái dòng biển khi cơn bão tới, thì có người thì biết lội, có người mà không biết lội. Nhưng mà có người biết lội hoặc là không biết lội, có người biết có sự chuẩn bị, có người không biết chuẩn bị. Nhưng mà cơn nó đến thình lình thì dù người biết lỗi, người không biết lỗi, dù người tài giỏi như thế nào cũng không làm gì được chống cái cơn bão đó. Thì cảm tạ Chúa buổi sáng hôm nay, lời của Chúa trong ba sách Mark và Luca và Matthew này so sánh là nó có, tôi nghiên cứu lại thì tôi thấy là cái việc mà chúng ta theo Chúa đó là cái cơn khủng hoảng của mình chỉ có Chúa thôi, không ai làm gì được. Dù là biết lỗi, dù là tài giỏi, dù là có sự chuẩn bị trước cũng vậy. Nhưng mà khi đến rồi là tôi cũng phải có sự sợ hãi vì
sự yếu đuối của mình đến với Chúa. Đó là cái phước lớn. Tìm kiếm Chúa hết lòng thì Ngài ban cho cái tâm trí của mình có lời của Chúa an ủi và giúp đỡ cho tôi. Đó là dù tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ gì vì Chúa ở cùng. Chúa ở cùng. Cái đức tin của tôi nắm chặt cái Chúa ở cùng đó. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Thì cảm thận Chúa, buổi sáng hôm nay lời của Chúa là lời an ủi. Chúa không cho tôi cô đơn ở một mình. Dù là tôi sợ hãi, dù tôi không làm được gì. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở và ban cho tất cả những người yêu mến chúng tôi. Họ cầu nguyện, cầu thai cũng như hội thánh cũng như các đệ tớ Chúa cầu nguyện và lời của Chúa cứ đem đến cho tôi sự an ủi và khích lệ. Thì lời của Chúa của sáng hôm nay thực tế là tôi phải hứa với Chúa là nhà tôi còn sống và tôi còn sống trên đất này bao lâu thì tôi sẽ vâng phục và làm theo lời của Chúa. Để không phải là mình bày tỏ đức tin, nhưng mà đức tin đó, đó là ân điển Chúa ban cho. Chúng tôi sẽ tiếp tục nữa. Ngài sẽ tỉa sửa chúng tôi. Giống như lời của Chúa của Mục Sư Hiền, trước khi nhà tôi bước vào cái sự giải phẫu này thì ông nói ông được Chúa chữa lành, thì ông có lời khích lệ sự chữa lành của ông. Đó là trong Gióp câu đoạn 5 câu 17-18. Tôi còn nhớ lại lời của Chúa hứa với người mà Ngài chọn lựa và ban cho, đó là người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thai, dạy chớ khinh sự sửa phạt của Đấng toàn năng, vì Ngài làm cho bị thương tích rồi Ngài lại bó rịch cho, Ngài đánh hại rồi tai Ngài sẽ chữa lành cho. Thì đây là lời hứa của Chúa, sự an ủi lớn lắm cho nhà tôi. Nắm cái lời của Chúa trong Kinh Thánh và hy vọng là nhà tôi sẽ được chữa lành và cái cơn giông bão sẽ bị yên lặng, vì Chúa Giêsu không phải Ngài nằm ngủ luôn, nhưng mà sự yếu đuối của tội tử Chúa kêu gọi Ngài, dòng Ngài gỡ trách, đức tin ngươi ở đâu. Thì cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay lời của Chúa khích lệ và an ủi tôi. Tôi hy vọng là cơn bão sẽ qua đi, nhà tôi sẽ phục hồi trong ơn của Ngài, trong sự rịch bó của Ngài, chữa lành của Ngài. Thì sớm xã sẽ trở về nhà và sum họp với gia đình và tiếp tục hầu việc Chúa và vâng lời Ngài. Cảm tạ anh Chúa. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong thời gian này để tôi đứng vững trong lời của Chúa dạy dỗ sáng nay. Cơn bão sẽ qua đi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn sư. Nếu chúng ta không có vấn đề gì khác thì chúng ta nhớ đến có ba điều mà chúng ta học thêm ở trong vấn đề này. Tôi được học thêm cho vấn đề này. Cái điều thứ nhất là Chúa Giêsu đang khi lên cái thuyền của Phi-e-rơ thì chúng ta biết rằng đang khi Chúa muốn môn đệ, các môn đệ của Chúa đó, thì Chúa sẽ môn đệ ngay cái chỗ nào mà chúng ta thấy rằng mình là cái người ưu điểm nhất ở trên thuyền. Thì những người mà Chúa muốn môn đệ đa số là những người sống bằng ngư dân, bằng nghề thuyền lưỡi. Và chính những người đó là những người nói rằng Thầy ơi, chúng tôi sắp chết. Thì có nghĩa là cái cơn bão đối diện là một cơn bão rất lớn. Ngày hôm nay thì chúng ta không thể nào thấy được cơn bão ở Galilee nữa. Tôi có dịp đến tại Galilee. Mặt biển rất yên lặng. Và kể cả người tôi gai là người không tin Chúa thì họ cũng nói rằng đó là điều đặc biệt. Thời điểm Chúa Giêsu là thời điểm mà chúng ta nhìn thấy cơn bão nổi lên. Và chỉ có sử gia Josephus là cái người cuối cùng có thể ghi lại về cái cơn bão này. Thì nói là cơn bão này nó cao khoảng 6 đến 7 mét. Tức là nếu mà quý vị ở vùng biển như là, không biết là thầy Mùi đã từng đi biển chưa? Tôi thì trước đây không ra biển lớn, chỉ có khu vực gần thôi, gần cửa biển thôi. Biển cái sóng cao 6-7 mét thì khá lớn.
Nhưng bây giờ chúng ta đến Galilee, đến Israel không bao giờ thấy bão nữa. Và kể cả cái người tour guide thì họ cũng nói rằng từ khi Chúa Giêsu nói bão yên lặng thì nó yên lặng tới giờ luôn. Wow, kinh khủng như vậy. À, như vậy thì tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng có cái quyền năng của Chúa khi mà Chúa công bố thì nó vượt mọi thời đại. Và Chúa Giêsu đang khi Chúa dạy về cho Phi-e-rơ thì chúng ta nhìn thấy được rằng những người trên thuyền là những người ngư dân như nãy tôi đã nói. Và khiến cho cái bài học về trên thuyền là một bài học sâu sắc trên đời sống của các sứ đồ. Ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 10 thì ông có nói một câu, tôi tin rằng đó là cái điều kinh nghiệm của chính ông cũng như tất cả mọi chúng ta. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự sống của trời khuyên Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 10, hãy biết chắc vì sự Chúa đã kêu gọi và chọn lựa mình, làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã. Và như vậy thì ông không có vấp ngã, ông không có bị những bão tố, là lý do là ông hiểu được cái sự kêu gọi một cách chắc chắn của Chúa trên cuộc đời của ông. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng Chúa hướng dẫn, dạy dỗ cho Phi-e-rơ nói riêng cũng như các sứ đồ qua những cái cơn bão đó để đức tin họ vững vàng hơn. Và điều kế tiếp tôi học được đó là cái bài học đức tin của Chúa thì nó không phải là ở một chỗ nhưng mà nó nâng cấp lên. Có một lần tôi đã nói trước đó, đó là ở trong Matthew đoạn 8 từ câu 23 đến câu 27 thì Chúa Giêsu dạy các môn đồ bài học về bão trên thuyền. Và có lẽ Chúa muốn bài học được nâng cấp hơn. Và Chúa dạy họ bằng bài học thứ nhì hai lần ở trên thuyền và cũng ở trên một con biển đó. Đó là Matthew đoạn 14 từ câu 22 đến câu 33. Nếu Matthew đoạn 8 thì có Chúa Giêsu ở trên thuyền. Và Kinh Thánh ghi rằng Chúa Giêsu thậm chí chủ động xuống thuyền trước. Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Chúa Giêsu chủ động trong bài học của Ngài. Và bài học thứ nhì cũng là Chúa Giêsu chủ động. Nếu mà chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 14 thì giờ chúng ta không còn nữa, chúng ta không thể nào đọc được. Matthew đoạn 14 từ câu 22 đến câu 23 thì Chúa Giêsu bảo các môn đồ chèo thuyền qua bên kia và Ngài ở trên núi để cầu nguyện. Chúa Giêsu cũng chủ động cho các môn đồ học bài học đức tin. Và cả hai Chúa Giêsu đều nhấn mạnh đức tin của người ở đâu. Chúa Giêsu có một chủ đích rất rõ trong việc môn đệ, trong việc huấn luyện. Đọc thứ nhất, ở trong Matthew đoạn 8 có Chúa Giêsu trên thuyền và Chúa Giêsu nằm ngủ để xem các môn đồ như thế nào. Đọc thứ hai, Chúa Giêsu hoàn toàn không có trên thuyền. Đọc thứ nhất, các môn đồ đi ra và lúc bây giờ là ban ngày. Đọc thứ hai, canh tư ban đêm. Đọc thứ nhất, bão nhưng mà không có bị sóng ngược. Đọc thứ hai, sóng vỗ và bão và bị sóng ngược, giật ngược. Thì về phương diện ngư dân, trước đây tôi không có rành về vấn đề đó, nhưng mà khi mà tôi vào tra cứu một số người ngư dân, họ nói rằng cái trường hợp thứ hai nguy hiểm hơn. Vừa bão là đánh ở trên và phía dưới là cái nước biển nó giật, về phương diện thủy triều thì rất là khó chịu, rất là nguy hiểm, dễ lật thuyền. Thì chúng ta nhìn thấy rằng cái bài học đức tin đều được nâng cấp. Và đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy rằng các sứ đồ khi mà Chúa Giêsu Christ trở về trời thăng thiên, và cái thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại hội thánh, là thành lập hội thánh, và chúng ta thấy rằng các sứ đồ chính là những người mà thiết lập hội thánh, công vụ sứ đồ đầu tiên. Và đó là những con người được Chúa luyện trong sự từng trải. Và trong ngày hôm nay, đang khi Chúa yêu thương hội thánh của Chúa mua bằng chính huyết của Ngài, thì Chúa cho phép tất cả mọi cái diễn biến xảy đến trong cuộc đời chúng ta, kể cả COVID, để chui luyện, để hỗ trợ, để giúp đỡ, để nâng, để không phải để dùi chúng ta xuống, nhưng mà để nâng đỡ, để có hậu đức tin chúng ta một cách vững vàng, mạnh mẽ hơn trong những cơn bão chức vụ, cơn bão cuộc sống. Và tại đó Chúa Giêsu chỉ phán một lời, cơn bão liền là, cho dù tất cả mọi cái kinh nghiệm chúng ta trong việc chèo chống, tất cả mọi sự khôn ngoan chúng ta sẽ ra vô ích với những cơn bão, nhưng mà chúng ta trong đời để Chúa phán một lời thì tất cả mọi cơn bão đều yên lặng và chúng ta sẽ kinh nghiệm một bến bờ bình an ở trong phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Đức đã
công thêm trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cũng để bây giờ để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng nhớ đến mục sư Sang để chúng ta cầu nguyện. Đúng là thực sự có cơn bão ở trong hội thánh Từ Sơn. Thì hiện tại bây giờ thì có một chị em ở trong hội thánh Từ Sơn đó thì tin Chúa nhưng mà gia đình bắt bớ đến nỗi chị em đó đến tá túc ở nhà mục sư Sa. Rồi gia đình của chị em đó cũng báo cho chính quyền nữa, cho nên cũng rất là rối rắm, cho nên thực sự là cơn bão cho hội thánh Từ Sơn ở tại nơi đó. Chúng ta cũng nhớ đến chỗ mục sư Sa. Rồi chúng ta cũng nhớ đến chỗ mục sư Sa nữa là như em Việt cũng còn dư còn cái cơn nghiện của ma túy đó, thì ở đó thì cũng nhớ đến nhớ em Việt để cầu nguyện để Chúa giải cứu em Việt khỏi cái nghiện ma túy, khỏi cơn nghiện cái ma túy còn lại ở chỗ đó. Mặc dù có rất tiến triển rất nhiều nhưng mà hiện tại vẫn còn những cái dư chấn. Rồi thứ ba nữa là cũng cầu nguyện cho gia đình mục sư Sang để phù hợp lại với cái tình hình hiện tại, thì mục sư Sang để nói vợ mục sư Sang phải kiếm một cái công việc nó phù hợp để không có làm xáo trộn cái gia đình, để quyết tâm lo cho gia đình và những công việc khác. Thì đó là cái vấn đề mà chỗ mục sư Sang sáng hôm nay chúng ta cũng nhớ, chúng ta cầu nguyện. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho chồng của mục sư Marie Thu đang làm điều trị ở tại bệnh viện. Và cũng chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện để Chúa gìn giữ các hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi trong cái cơn đại dịch này. Xin trân trọng kính mời mục sư Yến ạ. Mục sư Yến xin ta cầu nguyện những cái vấn đề vừa nêu lên, và chúng ta cầu nguyện những lời của Chúa buổi sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta để chúng ta thêm đức tin của chúng ta mỗi một ngày tăng trưởng hơn qua những hoàn cảnh, qua những cái thách thức mà xảy đến trên mỗi một đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta. Và kính mời mục sư Yến. Kính mời mục sư Thị Yến mở mic để cầu nguyện. Thị Yến. Chào mọi người, tôi ra trước nha. Dạ, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Chúa ơi, chúng con dâng lên lời cảm tạ Ngài. Cảm ơn Chúa vì cơ buổi sáng hôm nay là một lần nữa chúng con là hiệp lại làm một ở trong danh của Ngài, cái thờ phượng Ngài, cái ca ngợi Ngài, dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài. Ngài là đấng quyền lực, tôn quý, sự vinh hiển thuộc về một mình Ngài. Ngài là đáng xứng đáng để chúng con ca ngợi và chúc tụng duy nhất chỉ có một mình Ngài. Cảm ơn Chúa vì có lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Lời của Ngài đã làm ấm lòng của chúng con, đem lại chúng con sự yên ủi, đem lại chúng con sự bình an. Cảm tạ Chúa lời của Ngài sáng hôm nay cho chúng con nhận biết rằng mặc dầu trong mỗi một cuộc đời của chúng con có nhiều dông ba bão tố xảy đến trong cuộc đời, nhưng Chúa Ngài vẫn luôn ở với chúng con. Ngài luôn chờ đợi chúng con để làm ơn đến mỗi một cuộc đời của chúng con. Ngài luôn giang cánh tay quyền năng của Ngài để bảo bọc chúng con. Ôi Chúa, Ngài là nơi nương náu cao nhất của mỗi cuộc đời chúng con. Ngoài Ngài không có một nơi nào cả. Cảm ơn Chúa vì cớ lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay giúp đỡ mỗi một chúng con nhận thấy rằng mặc dầu chúng con có sự khó khăn nào, có những nan đề nào, có những lúc chúng con nghĩ rằng Chúa ơi, Ngài đang ở đâu, sao Ngài không đến với chúng con, nhưng thật sự Ngài đang ở với chúng con, ở trong mỗi một tấm lòng của chúng con. Ngài đang nhìn thấy tất cả mọi sự mà Ngài cho phép xảy ra trên cuộc đời của chúng con để truy rèn chúng con, để cho chúng con kinh nghiệm được Ngài, để trước đi chúng con được vững vàng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa. Trời ơi, trong buổi sáng hôm nay
Chúng con cũng dâng lên lời cảm tạ Ngài. Và Ngài hứa với chúng con rằng hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài là đấng chăm sóc chúng con. Phải, quả thật Ngài là đấng chăm sóc chúng con. Và Ngài cũng là đấng để giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống của chúng con. Và Ngài cũng là đấng chữa lành trên mỗi một cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Sau hôm nay, có một số gia đình họ dâng lên lời cảm tạ Chúa và họ cũng trao dâng mọi nan đề cho Ngài. Vì họ biết chắc chắn rằng Ngài là đấng chữa lành và Ngài cũng là đấng giải quyết mọi nan đề. Và Ngài cũng là đấng đem đến sự yên ổn, đem đến sự bình an, đem đến sự khích lệ và sự phước hạnh luôn theo đuổi một cuộc đời của chúng con khi chúng con hết lòng tin cậy nơi chính mình Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài và Ngài cũng đã chữa lành cho con. Và qua đó Ngài tiếp tục sẽ chữa lành cho chồng của mục sư Manito nữa. Mặc dù ông ta đang nằm bệnh viện hay là đang phẫu thuật gì đó, nhưng trong danh của Ngài, trong quyền năng của Ngài không có một điều gì khó cả. Trong danh của Chúa, chúng con công bố rằng Ngài sẽ phục hồi sức lực cho chồng của cô và Ngài sẽ chữa lành cho chồng của cô để họ nhìn thấy một quyền năng của Ngài cao hơn và cao hơn nữa, và đức tin của họ đặt ở nơi Ngài lớn hơn nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, và Ngài cũng giúp đỡ hội thánh của mục sư Sang và một số công việc ở trong gia đình của họ. Chúa ơi, chúng con không biết rõ, nhưng Ngài là đấng biết rõ tất cả mọi nhu cầu của họ. Ôi Chúa, nguyện xin Ngài đến, Ngài ban ơn cho họ. Ngài, nếu họ bệnh tật, Ngài là đấng chữa lành. Nếu họ buồn rầu, Ngài là đấng yên ủi. Nếu họ thiếu thốn, Ngài là đấng tiếp trợ. Ngoài Ngài không có một đấng nào giống như Ngài cả. Ôi Chúa, con xin dâng tất cả mọi năng để sáng hôm nay trong cánh tay quyền năng của chính mình Chúa. Nguyện xin Ngài ở đây với chúng con. Ngài sẽ dụ tai nghe những lời khẩn cầu của chúng con. Và tất cả mọi lời đó sẽ được Ngài nhận. Ôi Chúa, con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Để mỗi một cuộc đời của chúng con, mặc dù chúng con đang bước đi trong dòng ba bão tố của cuộc đời này, nhưng chúng con cũng rất chắc chắn một điều rằng Ngài đang ở với chúng con và Ngài đang chờ đợi chúng con để làm ơn trên mỗi cuộc đời của chúng con. Và chúng con cũng chắc chắn một điều rằng là ôi Chúa, sau cơn bão này, sự sáng và sự sống của Ngài sẽ được lè ra. Tất cả muôn dân, muôn nước sẽ nhìn thấy quyền năng của chính mình Ngài. Đây là cơ hội mà Ngài bày tỏ cho tất cả muôn dân, muôn nước, cho cả thiên hạ nhìn thấy được tình yêu và quyền năng, sự che chở, sự bảo bọc từ nơi chính mình Ngài. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Con dâng hết thảy tất cả quý mục sư trong bàn tay yêu thương của Chúa. Nguyện xin Ngài tiếp tục bảo bọc và che chở, không những họ và cả gia đình của họ đều được ở trong sự bảo bọc của chính mình Ngài nữa. Con cảm ơn Ngài. Bây giờ này con dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài và chúng con. Hiệp lại làm một cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Một ngày không xa, Jesus sẽ trở lại. Tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời, xin trời vang lên kèn vua thánh liên hồi, hồi ngộ tại không trung ngài dẫn con về nhà. Ai nơi đó rền vang tiếng ca ngợi.